Hello, xin chào các bạn đã trở lại với kênh Cuộc Sống Mỹ của Nhân Lì tại tiểu bang Missouri. Thì bữa hôm nay là một cái ngày trời nắng rất là đẹp các bạn. Rốt cuộc thì mùa đông cũng đã qua rồi. Thì các bạn biết mà ở bên tiểu bang của mình á, mùa đông á, là một cái mùa nó rất là lạnh. Cho nên á, từ tháng 11, người dân Mỹ họ ở trong nhà, xuống các bạn. Thì tuyết nó rơi thì đường xá nó rất là trơn các bạn. Những chiếc xe họ đi họ cạo tuyết thì mấy cái đường xi măng này nè, nó bị hư, cho nên bữa hôm nay là cái ngày mà người Mỹ họ đi sửa soạn nhà cửa lại cho nó đẹp để đón mùa hè các bạn. Thì bây giờ là tháng 5 các bạn, thì họ sẽ ở ngoài đường chơi cho tới tháng 8, tháng 9, tháng 10. Có nghĩa là họ chơi được tháng 5 nè, tháng 6 là tháng 7 là tháng 8, tháng 9, tháng 10, họ chơi được 6 tháng. Cho nên trong 6 tháng này họ sẽ sửa sang lại nhà cửa, họ sẽ sửa sang lại vườn ốc của họ. Thì bữa hôm nay mình cũng mua được một cái bịch này các bạn. Cái bịch này á, bữa hôm nay mình sẽ sơn lại nhà của mình. Cái thùng này là cái thùng để mà sơn cái nhà xe của mình. Đó, cái này gọi là epoxy seal. Thì đây là cái công ty Rust Oleum. Cái công ty này là công ty có tiếng ở Mỹ các bạn nha. Ở Mỹ công ty này là công ty chuyên độc quyền nước sơn, chẳng hạn như là nước sơn bên Việt Nam người ta hay gọi là nước sơn Nippon á. Ok, thì cái này nó 5 lần durable than epoxy, có nghĩa là cái loại epoxy này á, cái nước sơn này á, nó cứng gấp 5 lần cái nước sơn bình thường các bạn ha. Thì thường thường mình sơn cái này trong nhà xe để mà xe nó chạy lên, nó nước sơn nó không chốc. Các bạn biết là nước sơn mà nếu mà các bạn chạy xe lên đó là nó sẽ chốc, nhưng mà cái nước sơn này nó không chốc. Thì đây là cái bịch nước sơn này á là epoxy các bạn, cho nên mình phải trộn nó với nhau. Và sau khi mình sơn nó lên á thì họ cho mình một cái bịch này để mình rải nó lên cho nó đẹp. Bây giờ mình sẽ đi sơn cho các bạn coi nha. Ok, thì nó rất là đơn giản thôi. Trước tiên là mình để cái bịch nó ra, mình sẽ trộn hai bịch chung và mình sẽ lắc đều nó ra và mình sẽ sơn. Nó giống như là nước sơn bình thường vậy đó, nhưng mà cái công thức của nó thì nó khác hơn chút xíu. Hello, bây giờ người Mỹ thì họ dẫn chó họ đi dạo. Ok, bây giờ mình sẽ đi và mình sẽ sơn cho các bạn coi ha. Bây giờ các bạn đã thấy ở trước cái nhà của mình nè, ở trước nhà của mình thì bây giờ mình đã xịt nước, mình rửa hết rồi, coi như là bụi bặm là bây giờ nó đã đi hết rồi các bạn. Mình đã xịt nó rất là nhiều nước rồi ha. Bây giờ thì mình sẽ đợi cho nó khô một chút xíu đi rồi mình sẽ sơn nó lên. Ok đó, cho nó đẹp. Giờ để quay cho các bạn coi trước và sau nha. Ok, những cái chỗ mình sơn nó, cái chỗ này mình để chỗ bông á nó bị ố kìa, lát nữa mình sẽ sơn luôn. Mình sơn xong rồi thì mình sẽ sơn cái nhà kho mình lại luôn các bạn ha. Cái nhà kho của mình thì nó có nhiều đồ cho nên mình sẽ tốn một thời gian rất là lâu. Bây giờ thì mình sẽ dọn nó lại đã rồi mình mới sơn lại sau. Ok. Ok các bạn ơi, thì họ sẽ cho mình cái bịch này. Cái bịch này nó giống như là cái bịch nước tẩy gì đó. Thì nếu như mà các bạn nào muốn tẩy nó đó thì các bạn đổ này vô nước rồi pha nó, thì nó sẽ tẩy ra. Nhưng mà cái tường xi măng của mình á thì mình nó cũng rất là mới luôn, cho nên mình cũng không cần bịch này đâu. Cái bịch này lát nữa mình sơn xong thì mình sẽ rải nó lên các bạn ha. Ok, bây giờ mình sẽ khui bịch này ra. Ok, thì ở đây nó có một cái gọi là phạt A với phạt chu các bạn. Bây giờ thì mình sẽ pop nó ra. Thì khi mình pop nó ra thì hai cái này nó sẽ trộn chung với nhau các bạn ha. Đó, các bạn thấy chưa? Thì ở trong đây á, họ đã bỏ hai bịch vô chung với nhau rồi. Bây giờ mình sẽ trộn chung lại. Tại vì cái này là epoxy mà, bây giờ mình phải trộn chung lại nhau. Vài bữa nữa mình sơn xong rồi thì mình sẽ dọn cái ga của mình rồi mình sơn cái ga của mình lại coi ha. Mình phải làm cho cái hỗn hợp này nó thật là đều các bạn. Đó,
tại vì nếu mà các bạn không trộn nó đều với nhau á nó sẽ không có khô được ha. Cái epoxy này là gì đó, các bạn phải trộn hai hai cái này chung nhau, nhưng mà cái epoxy này nó cứng lắm nha bạn, khi mà các bạn sơn xong mà nó khô rồi nó cứng dữ lắm. Thì mình có một cái cọ và một cái lăn. Bây giờ thì cái cọ thì mình sẽ quét xung quanh, còn cái lăn thì mình sẽ lăn cho nó lẹ các bạn ha. Ok các bạn ơi, mình nghĩ là được rồi đó. Mình nghĩ là bây giờ mình sẽ cắt nó ra, mình sẽ đổi đây. Ok, cái nước sơn này họ nói là các bạn chỉ cần sơn một nước thôi là được rồi, không cần phải sơn nhiều lắm đâu.
Thank you.
Ok các bạn ơi, bây giờ thì các bạn thấy là nó đã rất là đẹp rồi. Sơn lại là cái nào nó cũng đẹp hết các bạn ơi. Thì họ có cho mình cái bịch này. Cái phần hay nhất là của này là mình thi rải mấy cái này đây ha. Đó, các bạn rải nó lên. Ok các bạn, như vậy là bữa hôm nay mình đã sơn xong rồi. Các bạn thấy sơn lại đẹp ghê không, nhìn nè. Quá là đẹp luôn. Cái nước sơn epoxy này nó hay một cái là nó rất là cứng các bạn. Không, bây giờ các bạn lấy dao nó khô nó rất là chắc nha. Với lại mình sơn như vậy ở ngoài đường á, nó sẽ làm cái nó đẹp hơn bạn, chống mục, chống thấm nước. Chống thấm nước luôn hay không? Đó, quá đẹp luôn các bạn ơi. Thì sẵn tiện nước sơn còn dư cho nên mình đi vô đây mình sơn cái bột này luôn. Sơn cái bột này nhìn cũng quá là đẹp luôn. Đó, nó giống như là gạch vậy đó các bạn. Đẹp lắm các bạn ơi.